Còn anh này là thái đỏ nha anh, thái đỏ một phút. Đó. Em lựa ngay cái cây này ảnh nè, cái cốt anh đẹp nhất nè. Đây, cái bông. Cái cốt của ảnh nè. Cây này em lựa tán tròn nhất cho anh này đó. Nếu như anh chịu mấy cây khác ở bên cạnh thì em chọn mấy cây khác. Cái cây này cái tàn ảnh ít quá. Cái này thì ảnh nghiêng. Cái này thì ảnh cao mà cái tàn ảnh ít. Em chọn cây nào cứ chụp màn hình rồi gửi ngược lại em. Đỏ này tư quá nè. Một cốt không mà. Cái này à, màu cam cà rốt rồi. Anh bên đây mới đỏ thái. Tàn cái gốc này cũng đẹp quá nè anh, mà anh hơi xéo, hơi cong. Tàn thì đẹp mà hơi cong. Rồi anh chọn ngay cây nào thì chụp màn hình gửi ngược lại em.